Kính chào toàn thể các bác. Trước mặt các bác đây là BMW 850C nhá. Đây nha, cho các bác xem này. Đó, các bác thấy gì chưa? Này. Này đúng chân của nó bãi chưa? Ủa, cái này nó không bay ra, nó cứ bám lì đây. Đấy. Này đúng chân của nó bãi chưa? Nguyên zin nhá. Nguyên ốc này các bác nhìn này. Ốc đẹp long lanh này, đẹp thôi rồi Tổ quốc chúng ta ơi nhá. Đấy. Đó. Đây. Đây. Đây nhá, cho các bác xem này. Quay đây nó hơi tối em phải bật đèn lên này. Tem BOB này. Đấy. Tem chống hàng giả xịn nhá. Đấy. Đây nha các bác xem nha. Dâu thì có dâu teo, có dâu béo nhá. Đây. Đó. Dâu gì? Dâu gì à, đấy. 850 về thì về được 50 đôi hay là 60 đôi thì hỏng mất 30-40 đôi. Đấy, còn đây là ốc này. Zin từng con ốc nhá. Đây thì em sẽ dùng cái con bắn vít này để em tháo cho các bác xem này. Đây, zin từng con ốc nhá. Ok chưa? Đấy. Và đây. Đây ủa, có quả có. Các bác có nhìn thấy gì không? Các bác có nhìn thấy gì không? Con nhện. Đấy, em sẽ bê cái này ra. Thùng về trong tình trạng nào thì sẽ quay luôn với các bác là vậy. Chọn ngay cái thùng hơi xấu tí. Quay cho chân thực, quay với cái thùng đẹp thì các bác lại kêu là mông má hết rồi. Đúng không ạ? Đây. Đấy, các bác xem nhá. Bông này, bông thủy tinh này. Đây là phân tần này. Đó. Đây con nhện chết đây. Đấy, Spider-Man này. Instant kill thôi. Activate instant kill. Đây, mặt sau đây. 850C. Sẽ đích 850C đúng không ạ? Tem này. Đấy, còn đây là còn tem cào này. Em thử cào xem nó có ra gì nữa không. Hết rồi. Đấy. Xịn nha. Bãi xịn không phải bãi vớ va vẩn đâu. Các bác nhìn cái hậu loa, cái cọc đấu này, nhìn trông nó cũng có chất đặc biệt này. Nhựa làm rất đẹp. Đó. Hàng bãi nguyên bản thì nó về như này. Đúng không ạ? Bãi nguyên bản. Nguyên zin xịn luôn. Đấy, thùng về thì mốc meo này. Xước này bận này, xem là đây này, tem chống hàng giả của BB này. Các bác nhìn thấy không? Logo BB ống ánh rất nhiều luôn, đầy tép này. Tất cả bát tép về nguyên zin. Nhưng có mỗi điểm là cái con bát bát vừa qua cho bác xem ấy. Bát là về không còn được nguyên vẹn, tức là không toàn thây. Nói nghe. Nói theo kiểu chơi chữ là không toàn thây. Tức là về là các bác là phải thay gân. Đấy, còn các bác nào thích gân zin thì em bán cho các bác gân zin với giá rẻ đi 1 hoặc 200 so với giá tiêu chuẩn. Đấy, về các bác về đánh nếu mà đánh tầm 3 đến 5 tháng hoặc 1 năm sau nó bị bục gân như này thì các bác đừng có khiếu nại, đừng có bắt đền, đừng có ý kiến. Bởi vì đây là gân của nó, là về là phải thay thì đánh nó mới hay được, chứ không đánh một thời gian nó bục gân như này. Tất cả phải thay đấy. Còn đây tất cả nguyên zin hết, bát zin, tép zin hết, ok các bác nhé. Này. Tép đây. Đó, lưới đây, nhiều cái lưới về. Đây nhiều cái ốp tép về thì nó còn lõm vào này. Đấy. Nó không được phẳng tưng này mà nó còn lõm này. Xong bắt đầu nấn ấn này. Ấn xong bắt đầu nắn nó ra các bác nhé. Này. Bắt đầu ấn nắn nó ra. Đấy. Thì đấy, quay cho các bác xem thực tế. Và đây lưới này, phần lưới này còn nhiều cái nó về nó bị hơi bị xước này. Đấy, nhiều cái về hơi bị xước, nhiều cái đẹp long lanh. Đúng không ạ? Đây. Hàng xịn thì nó có như này. Hàng xịn thì nó còn có cái rong ở đây nó đấy. Để tránh hơi hiếc nó phè phè ra, nghe tiếng phè phè phè. Xịn đấy nhá. Đúng không ạ? Tất cả hàng xịn là nó phải có rong. Đấy. Đây quay cho các bác xem, không là các bác không tin. Tất cả về là xịn xiếc, nó phải có do. Đấy.
Đây, đúng ạ. Tất cả hàng xịn đều có gioăng. Còn lại về phần thùng. Nếu mà các bác mà không biết thế nào gọi là xịn hay là dởm thì đây em xin đấy. Mời các bác xem cái phân tần xịn của BB là đổ keo. Đấy, và mặt dưới đây. Mỗi hàn tất cả đều tắp tắp này, đều và đẹp luôn nhé. Không có nào xấu cả. Tất cả đều và đẹp luôn. Đúng không ạ? Dây thì đúng tiêu chuẩn và xịn của nhà máy là dây bát là dây xanh đen. Để em sẽ bắn hết lại cho các bác xem. Dây bát là dây xanh đen. Còn dây tép ở dưới là dây vàng đen. Dây tép ở trên là dây trắng đỏ. Đây các bác xem nhé. À, trắng đỏ là dưới, vàng đen là trên. Đây, tép đây, tất cả nguyên zin hết. Đúng không ạ? Từ vết keo của nhà máy, tép chưa tháo ra. Các bác nhìn xoan kỹ ốc nhé. Tép đây chưa có nào tháo ra cả. Ốc còn nguyên zin. Đó. Ốc còn nguyên zin. Các bác nhìn này. Đó. Nguyên zin bên trong thùng đây. Đó, vết keo nhà máy đây. Đây rồi nó bông ngứa đây. Bông này là bông thủy tinh này, bông ngứa này, rất là độc hại. Nhưng mà vẫn nhét trong loa. Tức là chuột nó chuột. Ui, con nhện nó sống. Con nhện nó chết rồi. Hết rồi, con nhện chết. Các bác thấy không? Em yêu bóng bía lắm. Em sợ nhất con nhện mà con nhện này. Ở đời thanh niên sợ gì không sợ, sợ mỗi con nhện. Chuột em không sợ. Chuột em gặp em đập luôn. Đấy, còn nhện thì em gặp em run run. Hội chứng sợ nhện mà các bác đã từng nghe đâu đó. Arachnophobia hay hội chứng sợ nhện, mô tả nỗi sợ không rõ nguyên nhân của người mắc phải đối với các loại nhện. Đó, đây thùng nha. Nhiều thùng với nguyên zin nhá. Tức là đẹp nông nanh là chỉ có 2 lỗ ốc này. Nhiều cái thì là còn 4 lỗ ốc này. Đấy, em sẽ quay cho các bác xem một cái ví dụ. Đây, lỗ ốc này. Đúng không? Đây này, 4 lỗ ốc này. 2, 1, 2, 3, 4 này. Các bác thấy chưa? Đây là quay cho chân thực này. Các bác xem nha, cụ bác này. Cụ bác đẹp, nong nanh đẹp. Thôi rồi tổ quốc chúng ta ơi nha. Đó, đúng không ạ? Bác đây. Đấy. Ừ, hẳn ra cho các bác xem này. Bác 2 tầng côn này. 5 châm này. À, 2 tầng 5 châm này. Đấy. Nhiều con bát về nó còn đẹp, long lanh, gân ghiếc còn ngon này. Nhiều con bát về là gân nó sẽ bị kém và bắt buộc phải thay. Đấy. Tức là thì đây bây giờ em sẽ báo thẳng luôn này nha. Các bác nào không quan trọng hình thức, chỉ cần kêu hay, nguyên bản, xịn thì trừ đi 300. Còn các bác nào mà lấy mà cần đẹp long lanh thì giá như cũ. Còn các bác nào mà đấy mà thích theo cái kiểu gọi là ngon lành tất tần tật vào thì cộng thêm 100 nữa. Tức là thùng đẹp này, bát đẹp này, bát thay gân này nha. Bát thay gân là thùng vệ sinh xanh sạch đẹp, đẹp nóng lành, không có một vết, không có một vết xước như này. Có cho các bác đấy, tất cả nguyên zin, đúng như quảng cáo. Lưỡi thì đây nhiều cái lưỡi bẩn em về là phải đánh bóng sửa cho sạch đi. Đó, rồi thì các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp nha, gọi trực tiếp nha. Hôm nay em quay này thôi, bây giờ sẽ từ giờ đến tối là vệ sinh hết mấy chục đôi nữa, rất là nhiều. Đây bây giờ bắt đầu là tháo được khá rồi, bắt đầu nó mà bỏ ra đây. Đấy, đây cho các xem này, đúng chưa? Đấy, một đôi, hai đôi, ba đôi, bốn đôi. Đấy, thì các bác nào quan tâm thì hãy gọi trực tiếp nhé. Đây lưới, lưới vào cái ốp tép này. Đấy, đây tất cả nguyên zin hết. Chỉ có mỗi cái là bát là phải thay gân này. Đó, tép đảm bảo là tép sống hết trong trong. Cháu nào trên kìa. Về tép thử hết rồi. Đây bắt đầu bỏ ra tân trang bông má này. Thùng này. Đó, các bác nào thích thùng đẹp trăm trăm, thùng không biết ốc thì sẽ đắt hơn 100.000 so với giá cũ. Còn các bác nào mà không quan trọng hình thức thì được giảm tất tần tật trừ đi tận 300. Đấy, tức là thùng xấu nhưng tiếng hay. Xấu đây tức là để nguyên bản, không có tân trang, không có đánh bóng này, không có lau chùi, không có cái gì gì đấy thì là rẻ đi tận 300.000. Đó, còn các bác nào mà thích đẹp đẹp tí thì giá cũ. Đấy, còn bây giờ mà không thích giá cũ thì tùy thôi. Đấy. Hôm nay
giới thiệu các bác thế thôi. Đây, tất cả đây, ba tép nguyên zin hết. Đó. Chỉ có mỗi cái là nhiều con bát về nó không toàn thây như này. Vừa nó rách ít thì cậy ra rách rách hơn nhiều. Đấy. Đó. Nhiều con nó hư rách rồi đấy, ví dụ như những con bát vừa nãy thôi. Đây ví dụ như con này. Con này đánh hơi mạnh cái nó hư nó phập ra nó vỡ này. Đấy. Vỡ cân này, rách cân này. Đấy. Thì các bác nào quan tâm thì hãy gọi trực tiếp nhé. Đó. Cắn là cắn rất đều này nhé. Đó. Rất đẹp luôn. Đó. Nhiều con bát là về gần kiếng là con nguyên zin này. Như con này là gần nguyên zin này. Đó. Gần nguyên thì nó có cái khuét cho ốc này. Đấy. Còn gần thay là nó sẽ nhìn khác. Đây zin từ con ốc này. Ốc từ nãy giờ tháo ra bao nhiêu con này. Đó. Rồi, một lần nữa xin trân trọng kính chào toàn thể các bác và hẹn gặp các bác trong clip lần sau. Hôm nay quay giới thiệu các bác là 850C hàng bãi về nguyên bản như này. Đấy, và về nhiều con là không toàn thây. Ví dụ như con này, đây các bác nhìn thấy luôn. Em xin tháo tiếp cái này ra. Chào mấy lần rồi ấy. Chào mấy lần mà chưa hết video. Đó. Đây ví dụ như con này không toàn thây này. Các bác thấy không? Không toàn thây. Đấy. Sống không toàn thây chứ đừng có nói là chết nhé. Đây, nhiều con là về nó bị gân ghiếc này. Đấy. Đó, các bác thấy không? Cứ dám cam đoan, cam kết đảm bảo các bác là vậy. Đấy, các bác mà thích kiểu xấu ví dụ này. Đây, ví dụ nha. Nhiều con là về logo còn đẹp hơn nhiều, nhiều con đẹp hơn bóng hơn. Ví dụ này, tức là không thay gân. Nhưng mà gân nó phải đẹp. Đấy, nhưng còn gân mà xấu thì vẫn phải thay gân bình thường. Đó. Như thế này, đấy, thùng xấu đúng không? Thùng xấu, bát, zin, tép, zin có thể thay gân hoặc không thay gân. Giá được giảm đi trừ tận 300.000. Đấy. Đó. Đây, con này cũng vậy. Đấy, con này thì đây gân là chưa thay đây. Sau bắt đầu là từ giờ đến ngày mai bắt đầu thay gân rồi làm cho nó ngon ngon lên khá nữa. Đấy, nhiều các bác hỏi là có 1.000 không, 2.000 không, có thì có nhưng hiện tại thôi em không quay. Quay nó lẫn vào đây thì nó thành ra nõn lên cả nền, các bác không biết được nào mà nằm. Thôi là có tách riêng hẳn ra. Video này, video kia, mỗi video riêng riêng một tí. Thì các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp nhá. Đây cái logo cũng zin này. Logo bên trong nó còn đẹp mút nữa nhá. Thôi, lần này chào thật các bác không chào đùa nữa nhá.